Mến chào quý khán thính giả thân yêu của Ngẫm Sự Đời. Quý vị ơi, theo quý vị thì trên đời này, điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhất, đó chính là điều gì? Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau, thế nhưng theo tôi, sự mệt mỏi phiền não nhất của con người đến từ việc chúng ta cứ mãi so đo, tính toán thiệt hơn với những người xung quanh mình. Chúng ta ao ước cầu sự vẹn toàn trong mọi việc, nhưng ít ai chịu ngồi yên suy nghĩ rằng khát vọng của con người là vô hạn. Sở dĩ con người ta đau khổ chính bởi mãi theo đuổi những thứ sai lầm. Người ta sinh ra lại tự có ưu khuyết của riêng mình, không ai giống ai. Đừng tự trách mình, đừng so đo với người khác, bởi cuộc đời chỉ có một không hai. Và sống ở đời có ba việc bạn nhất định đừng nên so đo, cũng đừng đem ra khoe khoang với người khác, bởi không chắc những điều bạn có là tốt nhất đâu. Hãy cùng Ngẫm Sự Đời lắng nghe để biết đó là ba việc gì nhé. Việc thứ nhất, không so tiền tài. Con người sinh ra có người số mệnh tốt, có xe, có nhà, còn có tiền. Con người sinh ra đã mệnh mỏng, không ai để ý, không ai chăm sóc, không ai tựa vào. Thế nhưng bất luận sau này như thế nào, cũng đừng nên xem nhẹ bản thân mình. Kiên trì nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn thì nhất định sẽ đưa mình đến nơi cao nhất. Bất luận tình huống gì cũng đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường rồi sẽ có một ngày ta thành người xuất sắc. Lúc còn trẻ có thể chúng ta thường cảm thấy rằng có tiền là có tất cả. Có tiền mua tiền cũng được. Nhưng đến tuổi trung niên rồi, mọi người sẽ dần hiểu tiền không thể mua được sức khỏe, tiền không thể mua được tình yêu đích thực, tiền không thể mua được hạnh phúc. Tiền tài là vật ngoài thân, mặc dù nó cần thiết cho cuộc sống, nhưng chỉ cần có đủ xài là được, không cần so bì với người khác. Đừng so tiền tài nhiều hay ít, mình và gia đình bình an hạnh phúc là điều tốt nhất rồi. Việc thứ hai, không so đo con cháu. Tại sao cuộc sống lại mệt mỏi như vậy? Một nửa nguyên nhân đến từ việc sinh tồn, một nửa nguyên nhân đến từ việc so sánh. Không phải làm việc gì cũng hơn người mới gọi là hạnh phúc. Đừng đem định nghĩa thành công bạn nghĩ để áp đặt lên người con cháu. Tôi vừa đọc một bài báo là tâm sự cảm động của một giáo sư về quá trình phát triển của con trai cô. Thay vì gửi thằng bé đến trường học, cô và gia đình giáo dục thằng bé tại nhà đến năm nó 8 tuổi. Thằng bé sống những năm đầu đời trong môi trường học tập tràn ngập tình yêu thương, cực kỳ sáng tạo và hoàn toàn không cạnh tranh. Nó thích vẽ lắm và cũng rất giỏi môn nghệ thuật này. Nó vẽ chỉ đơn giản vì đam mê thôi. Một lần giáo sư đưa thằng bé đến lớp học vẽ tại một nhà thờ gần nhà, cô giáo đã nhận xét về tranh vẽ của nó. Tranh của em là sáng tạo nhất lớp đó. Trên đường nó cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó. Nó hỏi mẹ, vì sao cô giáo lại nhận xét con như thế? Con đã từng nghĩ người ta vẽ chỉ là muốn sáng tạo mà thôi. Từ lần ấy, thằng bé không ngừng so sánh tranh vẽ của mình với người khác. Tôi cảm nhận một sự rúng động mạnh mẽ khi đọc bài báo này. So sánh nơi trường học đã là một nhẽ, bị bố mẹ đem mình ra so sánh với người khác mới thật là đáng buồn. Tôi có một chị bạn có hai đứa con trai, một đứa chăm chỉ học hành, luôn đạt điểm cao trong lớp, một đứa ngỗ nghịch, chỉ thích chơi nhưng vẽ rất đẹp. Chị rất buồn phiền vì thằng bé vẽ đẹp, tiếc thay chị càng nhận xét như thế, nó càng bướng bỉnh và càng nghịch, chị thích làm những gì nó muốn. Nó luôn nói, con không phải là anh. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường luôn bị so sánh với người khác, làm sao nó có thể không bị ảnh hưởng được chứ? Môi trường đó sẽ gieo rắc vào tâm hồn nó một ý niệm rằng giá trị của bản thân phải được đem ra cân đo đong đếm với thang đo là một người bạn, một người anh, người chị, người em của nó. Con cháu có phúc của con cháu, cuộc đời của họ hãy để họ tự mình quyết định. Đừng so sánh con cháu, ai có công việc cao sang hơn, tiền đồ rộng mở hơn, chỉ cần sức khỏe an khang là tốt rồi. Việc thứ ba, không so đo hôn nhân. Từ trước đến giờ, hôn nhân có tốt hay xấu đều dựa trên cảm nhận của chính mình, mà không phải thông qua ánh mắt người khác. Giống như câu nói, đôi giày có vừa chân bạn không, chỉ có mình bạn mới biết rõ nhất mà thôi. Trong hôn nhân, sự so sánh là điều kiêng kỵ nhất. Nếu bạn lấy hôn nhân của mình để so sánh với người khác, bạn chỉ có thể chuốc thêm phiền não hoặc thị phi vào người. Sống biết đủ, biết cái gì là của mình và sống cuộc đời của riêng mình. So sánh cuộc hôn nhân của mình với các cuộc hôn nhân khác không phải là cách làm cuộc sống tốt đẹp hơn, mà ngược lại khiến chúng ta luôn mang suy nghĩ nặng nề. Mỗi lần nhìn vào hạnh phúc của người khác, chúng ta thường có thói quen nhìn lại những gì mình đang có và ngấm ngầm ghen tị. Còn khi nhìn thấy bạn bè hay người thân gặp phải khó khăn, chúng ta cũng liên tưởng đến những bất trắc mà mối quan hệ của mình sẽ gặp trong tương lai. Điều này luôn khiến chúng ta mang một tâm trạng bất an và không bao giờ nhận ra hạnh phúc mình đang có. Đừng để mình bị cuốn vào những so sánh như thế. Chúng ta phải hiểu rằng trong hôn nhân không có tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi chúng ta biết cảm nhận nó dựa trên những mong muốn của bản thân thôi.
không so nhà ai lớn hơn, chỉ cầu mỗi ngày đều vui vẻ. Trong hôn nhân, chúng ta không nên tự làm khổ mình bằng sự so sánh vì cuộc sống không tuân theo bất cứ chuẩn mực nào. Những ước muốn xuất phát từ bên ngoài đều không có thực. Nếu đưa cho vợ chồng bạn bức tranh về một gia đình hạnh phúc, lập tức bạn sẽ cảm thấy bất hạnh và nảy sinh nhiều phiền muộn về cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng ngược lại, nếu có dịp chứng kiến một gia đình bên bờ rạn nứt, bạn sẽ cảm thấy tự hài lòng với hạnh phúc mình đang có. Chúng ta đừng nên đánh giá cuộc hôn nhân của mình dựa vào những cuộc hôn nhân xung quanh, mà hãy nhớ, nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Quý vị thân mến, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay so sánh bản thân với người khác và cho rằng người khác thì luôn hạnh phúc, còn mình thì bất hạnh. Người khác luôn may mắn, còn mình thì luôn gặp điều không may. Kỳ thực, hạnh phúc đơn giản không phải vì có được nhiều thứ, mà là vì mình bớt so đo. Tự nhiên là vậy, bất kể sinh mệnh nào cũng đều có một phần ưu, một phần nhược. Lấy cái ưu của mình mà so với cái nhược của người khác sẽ khiến ta ảo tưởng về bản thân mình. Lấy cái nhược của mình mà so với cái ưu của người khác sẽ khiến ta thất vọng về mình. Vậy sao bằng sống thản nhiên, bớt so đo một phần để vui vẻ thêm một phần. Quý vị đã từng gặp những người so đo chưa? Hay chính bản thân quý vị đã bao giờ so sánh mình với một ai đó để rồi buồn bã và tức giận hay chưa? Hãy chia sẻ cùng với Ngẫm Sự Đời. Thứ nhất, không so đo là một loại tự tin. Seiji Ozawa là vị nhạc trưởng nổi tiếng trên thế giới. Khi chưa thành danh, ông từng tham dự một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Khi chỉ huy dàn nhạc biểu diễn theo nhạc phổ mà ban giám khảo đưa ra, ông phát hiện có những nốt nhạc không được hài hòa. Mới đầu ông cho là do các nghệ sĩ diễn sai, nên ông yêu cầu dàn nhạc dừng lại, sau đó diễn lại từ đầu, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Phải chăng nhạc phổ này có vấn đề? Nhưng nghĩ lại, bản thân mình chỉ là một thí sinh dự tuyển, trong khi toàn bộ những nghệ sĩ danh tiếng đều nhận định rằng bản nhạc không hề sai. Đối diện với ban giám khảo là giáo sư âm nhạc và các nghệ sĩ danh tiếng, nhưng ông vẫn quyết định lên tiếng. Không, nhất định là nhạc phổ có sai sót rồi. Ông vừa dứt lời, ban giám khảo đứng dậy vỗ tay chúc mừng người chiến thắng ở cuộc thi này. Thì ra đây là thử thách được ban giám khảo thiết kế để kiểm tra xem liệu người nhạc trưởng có giữ vững lập trường, có dũng cảm nói lên chính kiến của mình hay không. Nhà tâm lý học Marshall Rosenberg viết trong cuốn Giao tiếp không bạo lực rằng khi so sánh với người khác cũng là lúc cuộc sống bi thảm bắt đầu. Có rất nhiều người trong khi so sánh với người khác đã đánh mất dũng khí và niềm tin vào cuộc sống, thậm chí còn sinh ra cảm giác hâm mộ, ghen tị và oán hận. Tự tin thật sự không phải là dựa trên so sánh với người khác để khẳng định bản thân, mà là trong mọi tình huống vẫn có thể giữ vững lập trường, kiên định ở chính mình. Thứ hai, không so đo là một loại nhìn xa trông rộng. Một nhà tâm lý học người Mỹ từng thừa nhận rằng trước đây, ông luôn chi li tính toán thiệt hơn. Ông biết rất rõ ở Washington, cửa hàng vớ nào bán rẻ nhất, biết tiệm bánh nào thường hay giảm giá. Thậm chí ông còn biết nhà hàng thức ăn nhanh nào cho khách hàng ăn nhiều hơn những nhà hàng khác. Mỗi lần bước ra cửa, ông đều xem xét, tính toán kỹ lưỡng, tính xem nơi nào giảm giá nhiều hay ít, nhà hàng nào phục vụ bao nhiêu khăn ăn. Nhưng mà những tính toán chi li đó lại không mang lại vui vẻ hay thoải mái cho ông, mà ngược lại khiến ông không thể sống mạnh khỏe, thậm chí còn mắc rất nhiều bệnh tật. Năm 32 tuổi, trong những cơn đau vì bệnh tật hành hạ, ông mới giật mình tỉnh ngộ. Từ đó ông bắt đầu có ý tưởng nghiên cứu về các vấn đề người tính toán. Thông qua nhiều luận cứ thực tế, cuối cùng ông đi đến kết luận, hệ tính toán so đo thì đều là những người không may mắn, thậm chí là mắc nhiều bệnh tật hoặc có thể sẽ mất rất sớm. Mỗi ngày, mỗi việc chúng ta đều quá coi trọng thiệt hơn, thì sẽ dễ sa đà vào trong cái được, cái mất, khiến con người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy những thứ xa hơn. Trong tâm lúc nào cũng chỉ tính toán so đo. Qua thời gian dài, tầm nhìn ngày càng hạn hẹp, lo lắng và buồn phiền cũng ngày một nhiều lên, cuộc sống sẽ mất đi niềm vui và hạnh phúc. Thứ ba, không so đo là một loại thỏa mãn. Có một ông lão ngày thường hay câu cá tại bến sông. Ông câu được rất nhiều cá, nhưng mỗi khi câu được một con cá, ông đều lấy thước ra để đo. Điều kỳ lạ chính là chỉ cần con cá lớn hơn cái thước thì ông lão liền thả con cá xuống sông. Người khác thấy lạ bèn hỏi ông. Người khác đều muốn câu được cá càng lớn càng tốt, vì sao ông lại thả những con cá lớn về với sông vậy? Ông lão câu cá nói, bởi vì nồi nhà tôi chỉ to ngang với chiều dài cái thước này thôi, nếu cá lớn hơn thì không đựng được. Có người luôn để cho ham muốn vô độ chiếm mất tâm trí, nhưng cũng có người chỉ cần đủ chứ không cần nhiều. Đây chính là thái độ đối với cuộc sống của ông lão câu cá. Người biết thỏa mãn thì cuộc sống sẽ luôn vui vẻ và thoải mái. Người không so đo, không phải là kiêu ngạo, không chịu nghe lời người khác,
mà là do trong lòng đã có chủ kiến của riêng mình. Không so đo không phải là nghèo khổ không quan tâm, mà là mặc cho người khác tính toán chi li, trong lòng mình thấy khoáng đạt, thoải mái là đủ rồi. Không so đo không phải lười biếng, không chí tiến thủ, mà là mặc cho người khác tham lam tranh lấy, trong lòng mình tự thấy đủ là vui. Cuộc sống hạnh phúc thật là đơn giản, không phải vì có được nhiều thứ, mà là hãy bớt so đo hơn. Người không hề so đo tính toán, tâm bình thản an nhiên, sống an nhàn thoải mái. Người thích so đo tính toán, tâm không lúc nào an ổn, thanh thản, thường nhận phải tổn hại cho thân mình. Quý vị có điều gì muốn chia sẻ cùng Ngẫm Sự Đời hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào quý vị, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các video kỳ sau.